Các bản tin nhanh 24/7. Accenter độ khủng nhất trong lịch sử với khối động cơ 250 phân khối 4 máy. Dòng xe Yamaha Accenter từng là chủ đề của rất nhiều bài tơ độ khủng. Từ chiếc Suzuki FX huyền thoại cũng lên dàn áo Accenter cho đến những mẫu mô tô phân khối lớn. Điển hình là chiếc Accenter dưới đây được sử dụng khối động cơ 4 máy với 250 phân khối từ chiếc Suzuki ZSF 210 Bandit. Khung sườn được gia cố với gác lên khối động cơ Suzuki ZSF 210 Bandit mang lại lên dàn áo Accenter. Khối động cơ này sử dụng 4 xi tanh, dung tích 248 phân khối, DOC 16 van, có công suất cực đại là 40 HP A cộng 14.000 RPM, được ghép lên một khung sườn được gia cố lại để có thể lên dàn áo Accenter đời thứ hai với nhiều góc cạnh thể thao. Gấp sau cũng được độ lại thành một gấp hồng hố, đây cũng chính là khối động cơ 250 khối gồm 4 xi tanh. Ghi đông trần và nhiều đồ chơi, có cả cụm đồng hồ kim đầy đủ thông tin. Phục trước có kích thước tuy lớn để gia cố nguyên tổng thể và độ nặng của khối động cơ này. Nhìn tổng thể chiếc xe rất là hầm hố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like, share, nhớ subscribe.